chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau. Và ngày hôm nay thì tôi xin phép giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc Hyundai Accent. Đây là phiên bản Accent MT bản đủ, có giá bán niêm yết là 470 triệu. Và đây là tổng thể phần đầu trước của xe này, các bạn thấy. Khác với phiên bản Bay hôm trước mà tôi giới thiệu thì phiên bản này đã được nâng cấp rất nhiều về ngoại hình. Cụm đèn chúng ta sẽ có đèn bi halogen, la răng, đây là la răng đúc, không phải là la răng sắt như phiên bản trước nữa. Xe này cũng sẽ được trang bị sẵn cái giải đèn LED ban ngày tích hợp với cụm đèn. Tổng thể kích thước thì giống hệt như tất cả các phiên bản còn lại. Xi nhan trên gương, tay nắm cửa mạ chrome tích hợp nút bấm thông minh. Dĩ nhiên rồi, đây là phiên bản đủ, do đó chúng ta sẽ có đầy đủ hết luôn. Đèn LED hậu này, camera lùi, cảm biến lùi, tất cả đều được trang bị đầy đủ. Phiên bản đủ này thì về cơ bản option gần như không thiếu gì. Chiếc xe này sẽ rất phù hợp với những khách hàng nào mà có nhu cầu chuyên chở nhiều, thì cốp nó rất là rộng và đây là một dạng sedan. Ngoài ra, với việc sản xuất Hyundai Accent số sàn này phù hợp với những khách hàng thích đi số sàn, thích cái cảm giác hoạt động chân tay liên tục khi mà chúng ta đi số sàn so với cái số tự động. Đi số tự động thì cứ có cảm giác như là thừa một chân và thừa một tay, không biết phải để làm gì cả. Thực tế ra thì đi Accent số sàn ấy, nó sẽ tạo cảm giác phấn khích hơn, cảm giác xe nó khỏe hơn so với cái phiên bản số tự động. Không chỉ Accent, nó tất cả các dòng xe khác đều thế. Và đây là nội thất, vẫn là cái tông màu như cũ thôi, màu đen pha màu kem. Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai cũng chưa có. Và chúng ta lên một chút được khoang cabin này. Điểm đầu tiên các bạn thấy rất dễ quan sát, đó là màn hình DVD. Nó khác biệt hoàn toàn với cái đầu CD theo xe của phiên bản Accent MT bản Bay, tức là bản taxi đó. Gương chiếu hậu, chỉnh điện, cục điện, bốn cửa kính đều là kính điện hết. Vô lăng thì được tích hợp đầy đủ tất cả các phím bấm. Bảng đồng hồ Opti trông siêu sáng, bạn thấy rất là đẹp. Hệ thống khởi động bằng nút bấm thông minh. Chiếc xe bản đủ này thì an toàn hơn trước, hơn cái bản trước rất nhiều rồi. Đó là chúng ta sẽ có nhiều túi khí hơn. DVD được tích hợp sẵn, GPS dẫn đường tốt nhất Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Chiếc xe này vẫn sử dụng điều hòa chỉnh cơ, hộp số sàn 6 cấp. Hiện tại thì cái chiếc Accent này đang được Hyundai Lê Văn Lương chúng tôi bán ra với rất nhiều màu sắc để cho khách hàng lựa chọn: trắng này, đỏ này, đen này, bạc này, vàng cát này. Tất cả những màu sắc vừa rồi đều chung một mức giá bán là 470 triệu và đều được hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe. Tức là bạn chỉ cần phải chuẩn bị trước 15% giá trị xe thôi, cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm. Ở tỉnh thì các bạn sẽ chuẩn bị giúp chúng tôi khoảng tầm 160 triệu để có thể nhận xe rồi. Mọi thông tin chi tiết các bạn vui lòng liên hệ với số hotline 0967588585, gặp bạn Huyền, quản lý bán hàng để có giá tốt nhất. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video clip tiếp theo.